Hồng Minh đến từ lớp 3B, trường tiểu học Đức Làng. Kính thưa quý thầy cô giáo, các bạn thân mến, các bạn ạ, Bác Hồ là người có công lao vô cùng to lớn với dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi trong lòng công ơn ấy, không chỉ có lòng yêu nước nồng nàn mà Bác còn yêu thương dân vô bờ bến, tình yêu bao la với thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam? Lời bài hát của nhạc sĩ Phong Nhã trong trèo thiết tha ấy như được cất lên từ tận sâu trái tim mỗi con người Việt Nam. Khi nhắc về Bác, vì cha già kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời để lo cho nước, cho dân, hy sinh thầm lặng quên mình vì nước, vì dân. Các bạn thân mến, chúng ta đang hướng đến những ngày tháng năm lịch sử. Tháng năm gợi cho chúng ta nhớ về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy thiên tài, người ông, người cha vô vàn kính yêu của dân tộc. Nhắc tới Bác là nhắc tới một cuộc đời rất đỗi thanh cao và giản dị. Nay, Bác đã đi xa, những gì mà người để lại cho dân tộc vẫn luôn là vô giá. Đặc biệt, với thế hệ thiếu niên nhi đồng, thì tình cảm đó còn đặc biệt hơn rất nhiều. Bác đã để lại cho các cháu muôn vàn tình yêu thương, và những tình cảm quý giá đó vẫn luôn trường tồn mãi với thời gian. Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc ngày 21 tháng 4 và hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024, em xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các bạn cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ do nhà xuất bản Trung Đông phát hành vào tháng 7 năm 2020. Khổ sách 19,5 cm x 26 cm, hình thức bìa mềm, số trang 56 trang, nhóm tác giả Hoàng Nguyễn Cát, Trần Hà, Lê Phương Liên, Tránh, Hà Quang Phương. Cuốn sách kể chuyện Bác Hồ đăng 45 câu chuyện cảm động, đồng thời cũng là những bài học vô cùng quý giá. Bìa sách là hình ảnh minh họa Bác đang cầm và giơ cao bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gửi đến hội người Việt Xây, Pháp. Những câu chuyện trong cuốn sách thật cảm động, đồng thời cũng là những bài học vô cùng quý báu. Sẽ được các bạn nhiều thời gian trở về với làng Sen, miền Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi Bác đã sinh ra và lớn lên. Chúng ta hãy cùng lật từng trang sách để lòng ta theo dấu chân người. Đến với tập 1, bắt đầu từ trang 4 bằng những lời kể với ngôn ngữ mộc mạc nhưng cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Hình ảnh minh họa rất chân thực, tác giả đã khắc họa thời niên thiếu và những nét son nổi bật trong cuộc đời Bác. Tiếp đến là những câu chuyện về chặng đường đấu tranh vô cùng gian nan, vất vả, nhưng không chỉ mệt mỏi của người. Vì quyền tự do của con người, hòa bình của các dân tộc trên thế giới. Khép lại cuốn sách là đưa chúng ta đến với không khí hào hùng từ thế giới trời từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Bác đồng bản trên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Dưới bầu trời thu trong sáng, cả biển người Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng hô vang lời thề độc lập với niềm tin sắt đá vào tương lai tươi đẹp của dân tộc. Các bạn à, để xứng với lòng mong muốn của Bác, chúng ta hãy ra sức học tập, rèn luyện, nói gương cha anh để trở thành những người có ích. Đọc xong cuốn sách kể chuyện Bác Hồ, chúng ta càng yêu quý Bác, yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người và sẽ cố gắng ra sức học tập để góp phần nhỏ bé vào xây dựng đất nước như lời Bác Hồ kêu gọi. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có một tự đài vinh quang để sánh vai với cả quân các năm châu được hay không? Chỉ là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Hy vọng qua phần giới thiệu này sẽ đem lại cho quý thầy cô giáo cùng các bạn những điều bổ ích và lý thú, giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức về Bác hơn, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ở các lứa tuổi khác nhau, các bạn đều có thể đọc kể chuyện Bác Hồ, tìm hiểu nội dung bộ sách. Chúng ta càng hiểu thêm về cuộc đời của Bác với tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực để mỗi người dân Việt Nam học tập và nói theo.
Các bạn thân mến, cuốn sách kể chuyện Bác Hồ hiện có tại thư viện nhà trường ở tủ sách Bác Hồ, mời các bạn đón đọc. Vậy qua cuộc thi này, hãy cùng nhau lan tỏa những điều tích cực về văn hóa đọc, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cuốn sách hay mà các bạn đọc được để cùng nhau khám phá kho tàng tri thức của nhân loại các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.